Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang sau quyết định nhận nuôi tất cả trẻ em ở làng Nủ, dù ông nội phải đi xa thì các con vẫn được ấm no và học hành tử tế như mong muốn của ông. Sau quyết định nhận nuôi tất cả trẻ em, dù mồ côi hay còn bố mẹ, sống sót sau trận lũ quét lịch sử ở làng Nủ, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Marie Curie, Hà Nội, lập tức bắt tay thực hiện các công việc cần thiết. Chiều mùng 1 tháng 10, danh sách mà ông Nguyễn Xuân Khang chờ đợi đã hoàn thành với 22 em, được xếp theo thứ tự tuổi từ nhỏ đến lớn. Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, chiều mùng 2 tháng 10, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang nói, có đầy đủ, cụ thể và chính xác thông tin cần thiết của các con rồi. Tôi chính thức nhận nuôi các con từ nay đến hết 18 tuổi. Bằng cách mỗi tháng gửi cho mỗi con 3 triệu đồng để ăn học, dự án bắt đầu từ tháng 10 năm 2024 cho đến năm 2039, 15 năm. Theo tính toán của vị lãnh đạo trường Marie Curie, 15 năm nữa dự án mới có thể kết thúc là vì những bé nhỏ tuổi nhất trong danh sách sẽ tròn 18 tuổi, còn ông thì bước vào tuổi 90. Ông nội của 22 bé làng Nủ mong sống ít nhất 15 năm nữa để thấy tất cả các con trưởng thành. Nhưng ông cũng nói ngay, dù ông nội phải đi xa thì các con vẫn được ấm no và học hành tử tế như mong muốn của ông khi quyết định nhận nuôi các con. Gia đình ông và trường Marie Curie sẽ tiếp tục thực hiện tâm nguyện ấy. Nhận nuôi mỗi đứa trẻ với nhà giáo Nguyễn Xuân Khang không chỉ là mỗi tháng gửi cho các con một khoản tiền đủ trang trải cho việc ăn học mà còn theo dõi và kịp thời hỗ trợ trong suốt quá trình các con lớn lên. Bởi vậy, danh sách không chỉ có tên tuổi, trường lớp, thông tin người thân, người bảo trợ của mỗi đứa trẻ mà còn có tên và thông tin liên lạc của giáo viên chủ nhiệm của các em.